Dạ, Đại Nghĩa xin trả lời câu hỏi vừa rồi của một bạn phóng viên về cái việc là Nghĩa ngồi cùng với Harry Potter thì như thế nào. Dạ thì rất là vui, bởi vì anh em của chúng tôi thì đã làm việc với nhau từ rất lâu rồi, từ nhiều năm trước thì Nghĩa và Harry Potter đã từng cộng tác với nhau trong nhiều chương trình với những cái vai trò là MC, là người dẫn chương trình. Cho nên là khi mà gặp lại thì giống như là anh em lâu ngày gặp lại mà thôi. Và chắc có lẽ là các anh chị cũng biết về cái thông tin mà trước khi buổi họp báo hôm nay diễn ra, khi mà Nghĩa đã có chia sẻ một cái hình ảnh của Nghĩa cùng với Ari trong cái buổi quay hình, thì lúc đó là bởi vì cái câu hỏi của chị ở cái góc độ cá nhân của Đại Nghĩa và Trấn Thành. Bởi vì thưa các anh chị, cái việc mà mình đang làm một chương trình rồi ở những mùa sau có ai đó thay thế vị trí của mình, hoặc là mình sẽ là người thay thế vị trí của ai đó, thì với anh em nghệ sĩ nó là cái chuyện hết sức bình thường ạ. Bản thân Nghĩa cũng vậy, Nghĩa đã từng làm rất nhiều chương trình, làm mùa 1, mùa 2 gì đó, rồi sau đó mùa 3, mùa 4 sẽ có người khác thay thế. Hoặc là mình cũng là người đã từng thay thế cho rất nhiều anh em nghệ sĩ khác ở những chương trình khác nhau. Cho nên là về cái gọi là cái mối quan hệ anh em trong những cái câu chuyện như thế này á, thì nó hết sức là bình thường ạ. Nó không có vì một cái lý do như vậy mà anh em sẽ khó nhìn mặt nhau, hay anh em sẽ không còn vui với nhau như trước nữa. Bởi vì anh em đều biết rằng đó là do cái tính chất công việc, và do cái chương trình mỗi một năm có thể là cái tiêu chí khác nhau, hoặc là bản thân là nhà sản xuất hoặc là bản thân khán giả cũng mong muốn nhìn thấy một cái gì đó nó mới lạ trong chương trình. Cho nên là dù cho Nghĩa là người thay thế ai, hoặc là Nghĩa là người được ai thay thế, thì với Nghĩa và các anh nghệ sĩ khác đó là cái điều nó hoàn toàn không quá nặng nề. Dạ còn về cái việc mà Nghĩa và Trấn Thành giống như chị vừa mới hỏi á, thì thật ra là anh em của chúng tôi tuy là không có nhiều thời gian gặp nhau, là bởi vì ai cũng rất là bận rộn với những cái lịch trình của riêng mình, nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin, nói chuyện, hỏi thăm, chia sẻ và động viên mỗi khi chúng tôi có cái câu chuyện gì đó không vui trong cuộc sống hoặc là trong công việc. Bản thân Nghĩa cũng vậy, hoặc là Thành cũng như thế. Khi mà Nghĩa có việc gì thì có thể là Thành hoặc là Harry hoặc là nhiều anh em nghệ sĩ khác, chứ không phải chỉ riêng những cái người mà Nghĩa vừa kể tên, vẫn nhắn tin cho Nghĩa hỏi thăm hoặc là động viên. Và ngược lại cũng như thế, khi mà các bạn đồng nghiệp xung quanh mình, những người em của mình mà đang có những cái câu chuyện buồn hoặc là những cái sự việc rắc rối gì đó, mình nếu như là mình thấy rằng đủ cái sự thân tình thì mình sẽ nhắn tin, mình an ủi, mình động viên. Đôi khi những cái điều mà mình nói chuyện với họ nó cũng sẽ không giúp họ vượt qua được những cái khó khăn gì đâu, nhưng mà ít ra rằng những người đó biết được rằng không phải là không có sự quan tâm từ phía anh em đồng nghiệp, vẫn còn đâu đó cái tình đồng nghiệp của chúng tôi dành cho nhau. Và cũng mong rằng tất cả những cái sự khó khăn hay là những cái gì rắc rối đang diễn ra nó sẽ sớm vượt qua. Vì vậy đó là cái điều mà Nghĩa trả lời chung, không phải chỉ riêng cho cái mối quan hệ của Nghĩa và Thành, mà nó là mối quan hệ của Nghĩa cũng như là với những người anh em nghệ sĩ đồng nghiệp khác. Mà bởi vì hiện nay Nghĩa ở trong cái gọi là mình trong trong cái showbiz hiện nay, hiện tại bây giờ thì đa phần là các bạn mà quay hình cùng với Nghĩa đều là những người nhỏ hơn đó, ví dụ như Sam hay là Harry hay là Gil đều là coi như là đàn em của mình cả. Nghĩa rất ít có cơ hội để quay hình chung với những thế hệ đàn anh đàn chị lắm, cho nên mình cũng có thể xem như là một người anh của các bạn đó. Vậy thì cái việc mà mình chia sẻ với nhau những cái buồn vui trong công việc, trong cuộc sống, nó là cái chuyện hết sức bình thường ạ. Dạ còn cái việc mà ai thay ai, hay là ai thế chỗ cho ai, hay là ai được thế ai bởi ai, thì đó là cái chuyện mà với Nghĩa và với các anh em nghệ sĩ khác đó là cái điều hết sức bình thường. Dạ xin cảm ơn ạ. Dạ xin cảm ơn Đại Nghĩa. Bây giờ em tiếp tục mời chị Vĩnh Uyên ạ.